hồi tối hôm qua em không có đi. Đi là dính rồi. Vậy là nó chết một ngày trước rồi. Bự ghê ha. Nếu mà như cậu Phong đi ngày sớm hơn thì con mà cho anh cậu không dám bắt nữa, ghê quá. Tại đời đám nước không. Đó, nguyên ổ ghê. Ờ, nó còn sống kìa, cái đuôi kìa. Con rắn kìa. Có một con còn sống à. Bắt cái gì đấy, bắt con bự. Rồi, ốc nhiều hen. Có cá nữa nè. Bà Sơn chào bà con nghe. À, bây giờ mình với Xuyến với cậu Phong đi kiếm ốc với cua đồng cho ngày mai. À, mai mình sẽ làm một cái lẩu ha. Ủa tại sao mình đi ban đêm, ban ngày nó chạy hay sao Phong? Vậy hả? Ban đêm là hơi thiếu ánh sáng, cô chú thông cảm nghe. Đi ngược lại. Ngược lại. Ngược xuống dưới đây. Dạ. Chút mình đi lên bên kia cho nó. Ừ. Lúa là nó chín rồi. Sao nó sập hết rồi? Tại vì nước đi ngược xuống. Ừ. Phải đi ngược nước. Ốc nhiều quá ha. Rồi. Đi bắt cua đồng mà thấy kiểu này ốc không rồi. Này cưng bắt mỗi ngày cũng có hả Phong? Dạ, nhưng mà anh phải phải canh. Lúc mà 7 giờ mình đi hơi trễ chút. 7 giờ hả? 7 giờ sáng hay là 7 giờ tối? 7 giờ tối anh. À. Sau 7 giờ tối là có phải không? Lúc đó lúc 7 giờ là nó đang ra nhiều nó đi ra kiếm ăn đi bắt cặp anh. Bữa nay có mặt trăng nè, đẹp ha. Bữa nay cả nhà mình ra đồng coi chú ăn. Có nhiều để bắt bán không? Không, tức là bắt ít đủ ăn thôi ha. Không, ở đây có bắt được cá không? Không, cá nhỏ nhỏ không à? Không có cá kèo cứng với cá rô thôi. Cắm câu hả? Dạ. Cắm câu thì có cá gì? Cá lóc hả? Cá chê anh, cá chê gì? Hồi xưa bây giờ hết rồi. Vậy là mai mình sẽ có món ốc rồi. Cua đồng thì chưa thấy. Bước qua đây. Cẩn thận nha. Suối đá trơn nha. Để vậy bằng đêm mà hôm mình đi bắt ốc nè. Lâu lâu chị Xuyến về à, Phong đãi cho chị món ăn dân dã ha. Nhưng mà muốn đãi thì phải đi bắt. Với rồi cậu Phong bắt được mới gửi về quê cho mình đó. Mình làm lẩu cua đồng với làm canh rau á. Ở đây nếu mà mình đi cắm câu có ếch không ta? Có. Có hả? Bây giờ người ta cắt lúa hết á, ta mới có. Hả? Đâu bận nè. Cắt đâu không á? Mình rọi đèn đi bắt kiểu này có khi nào ta tưởng mình đi ăn cắp đậu phộng không? Không. Ở đây quen thôi. Quen hả? Với lại nhà ai cũng có trồng ha. Đâu có ai đi hái một hai bụi làm gì? À. Này nhìn thấy đó ha, ban đêm có đèn đẹp ha. Em đi hàng ngày mà. Cẩn thận nghe cái dướng nghe, ban đêm mấy cái nhánh chà mình không thấy đó. Có người bắt rồi hả? Nước đục hả? Muốn có bữa ăn cực quá ha. Anh tưởng đâu là em đi ra ngoài cái chỗ mà bơm nước á, mấy cái giếng á. Dạ không anh. Ở bên đó là đá cua đá mà nó cứng lắm anh. Cua đá hả? Dạ. Cứng lắm. Không có cua đồng hả? Không có cua đồng. Tại vì Út vì Út cái chỗ đó đâu có cua ăn đâu. phải ra đây hỏi có cua ăn. Mình nói đi. Đi lên
Xuyến lâu rồi không về quê biết mấy chỗ này không? Hả Xuyến? Bên kia là cái gì Phong? Dạ. Ruộng hả? Dạ, ruộng. À. Có khi nào lọt xuống ao không? Không, ở đây không ao. Xuyến cẩn thận nha. Đây. Tại ở quê anh á là đi không khéo là lọt xuống ao. Không, ở đây không có ao anh à. Ở đây sao có còng? Dạ. Ý là Phong đi kiểu này sao có cua đồng? Ừ. Thấy đường đi không Xuyến? Em thấy không? Thôi về hả? Rồi ai đi sau em? Hả? Rồi ai đi sau em cả? Trời hả? Mày đặt đi nhắc ma người ta nè. Chạy. Bắt cua phải bắt cho lại nhanh, tay nhanh chân. Cô chú nói sao không làm mai cho cậu Phong? Cậu Phong làm kiểu này nè, cực quá. Mấy cô gái thấy sợ. Nhóm về làm nông không nổi. Đây cỏ không ha, không có lúa ha, có không Xuyến? À, chị Xuyến nó vào đây nước nhiều dễ kiếm, nó hay vô bờ hả? Trời nắng phải không? Dạ, nó rút vô bờ. À, trời nắng nó hay núp vô lùm cây mát. Đi bắt là phải biết chỗ nào nhiều chỗ nào ít, tại vì anh thấy đi xa vậy chứ thật ra mình đi sáng nó gần nè. Ừ. Tại ban đêm lại cực sao. Xíu mắc chở ta. Có đâu. Chết rồi. Thấy hai chị em hì hục quá không biết tới sáng được nhiều đây. À, sao đủ rồi canh là được ha, không đủ rồi chợ mua phải không? Chó sủa quá nha. À, mình đi trở lên đi, đi vô xóm người ta chút chó nó dí à. Gì vậy trời, thấy bắt tưởng bắt con cá lóc. Thôi đừng có chui vô bụi rậm coi. Ừ, sợ ban đêm hôm rắn rít mất không. Ừ, giờ đồ của mình đi. Nó kêu là trái trái bố. Kêu là trái bố đó, mình hay cho ông Thục lấy cái ống trúc á. Mình nhét đầu này trái, đầu kia trái. Cái mình lấy chiếc đũa mình thọt cái. Nó cái đùng. Lâu lắm mà chưa được chơi. Em lấy này ăn được hả? Dạ, cái lá anh. Lá được. Nấu rau đầy mình. Chua chua hả? Dạ. Không, nó có chua chua, nó cũng y hệt cái lá đu đầy mình luôn. À. Mà ăn nó ngon hơn cái lá đu đầy. Thôi, mình đưa đi. Bước qua đây rồi, đi về. Qua ruộng mình đi. Hết mùa. Mới có cua. Hôm qua em bắt được con ếch. Phải đổ ra. Đổ ra. Ủa, con rắn rắn nó chết rồi. Ủa quá trời rắn luôn. Coi chừng con rắn nó chết rồi, mấy con luôn á. Cẩn thận không ơi. Chết ghê. Ủa chừng năm nữa. Đây là không cua nữa. Cẩn thận con rắn đó. Không biết là có mấy con là nó rồi xin ơi. Ủa một ổ luôn. Wow. Điểm thấy con. Con sống. À con cua đồng. Cẩn thận đừng có lại gần con rắn á. Cái này đáng nước. Ủa con ếch kìa. Chết bị chết luôn. Do người ta để lâu rồi người ta không có. Để người ta bỏ rồi. Để mấy đếm mấy con? Một con,
2 con, 3 con, 4 con. Một ổ luôn ha, mẹ và con luôn. Với một con ếch. Trời ơi, nó chết sình rồi. Chết sình luôn. Trời ơi, uổng con rắn chưa. Sao? 1, 2, 3, 4, 5 con. 5 con rắn. Ghê quá. Chết sình hết rồi. Tại hồi tối hôm qua em không có đi. Đi là dính rồi. Vậy là nó chết một ngày trước rồi. Bự ghê ha. Ừ, nếu mà như cậu Phong đi ngày sớm hơn thì con mà cho anh cậu không dám bắt nữa, ghê quá. Tại đây rắn nướng nó đó, nguyên ổ ghê. Nó còn sống kìa, cái đuôi kìa. Con rắn kìa. Có một con còn sống à. Con này nè. Không đi. Phải, không phải, con ốc. Con ốc, thôi đi đi. Thôi, bự. Anh là thấy rắn là anh sợ. Chứ gặp như nãy giờ dân nhậu là bắt về rồi. Em không có sợ mà. Nó lấy dê vậy đậm chứ. Anh tại anh không biết con nào độc con nào không á. Không, rắn nước không sao. Mình nhìn phớt qua mình đâu có biết. Mình với, anh biết rắn ngũ hành không? Ngũ hành là không có độc. Trời ơi, 5 con rắn. Ổ luôn. 5 con rắn, 1 con ếch, ổn quá. Thẳng lên. Mình lấy con chồng đây nè. Thẳng lên trở lên. Chị Xuyến thấy rắn, chị Xuyến sợ rồi. Nhép chân rồi. Cái gì? Cậu nhép hả? Thôi để cậu Phong đi, đặng cậu Phong đi trước đi. Đặng có gì có cua cậu Phong bắt. Chị Xuyến đi thẳng đi, dọc lên đi. Đi ra, cái tự nhiên gặp nguyên con rắn. Em lấy chân em đạp luôn. Trời ơi, à mang ủng hả? Dạ, kêu cho anh Vũ. Đang nhậu anh Vũ chạy bắt được. Bắt về nhậu hả? Bắt về nhậu. Con đó bữa bắt cũng ở nhà anh thì không có ăn rắn. Dạ. Anh Vũ gặp rắn khói lắm. Mà anh biết con nào có độc hay không có độc. Ừ. Tại vì nếu mà mình bắt thường xuyên, mình thấy thường xuyên á thì mình biết. Còn trước giờ mình ít có thấy rắn á. Dạ. Mình thấy con nào mình cũng lo né là cho chắc. Hôm bữa em đi á, chó á, nó bắt được một con chuột đồng á. Dữ lắm. Chuột như bữa ngay đây nè. Ừ. Nó dí hoài á. Dí hoài lắm, cái em lại em coi cái. Mà nó gặp là nó hay sủa. Bữa nay mấy chị nó không biết đi đâu rồi, nó đi. Chó hả? Dạ. Có chị theo nè. Ở nhà mình đâu vậy? Đó anh. Hả? Ủa chưa tới chòi hả? Cái đèn. À, vẫn còn xa hen. Đi nãy giờ tính ra cũng xa dữ. Đi vòng á. Ừ. Xa. Mà mình đi gần sáng mình đi đường kia rồi. Nãy giờ được nồi canh chưa? Được rồi anh nè. Để anh coi coi. Có lý quá vậy. Ồ, à. Cậu Phong giỏi hen. Nãy giờ cậu Phong chui vô trong mấy cái rạch. Mình không có vô được. Giờ phải đi đường này. Này đường này có người đi trước rồi cho nên này. Là ta bắt rồi á hả? Dạ. Vậy là có người quằn ra trước con lạc này. Chưa có người đi á, em bắt nửa thùng này nè. Bữa Phong gửi gì dưới quá trời luôn. Không, em bắt tới 9-10 giờ như vậy. Không, em đi có 1 tiếng, em đi lúc 7 giờ, mà 8 giờ em về. 8 giờ về, tới 9 giờ mới. Tại em... Tối mới chụp hình hả? Em chụp hình, nằm chụp hình. Thụ lục cua. Bữa có chó đi á, nó lo nó chạy trước luôn. Mà đi cũng có mấy con chó cũng đỡ. Nó đi quằn rồi quằn qua quằn lại á, nhiều con này con kia chạy trước rồi. Hôm nay nó thấy đi đông rồi nó không đi. Bữa nguyên bầy luôn, 6-7 con theo. Công nhận nước này không thấy cá thôi. Hang. Nãy giờ đi không thấy con cá, nước nó núp ở trong á. Nước nó trong suốt hả? Dạ, núp ở trong á. Cá thường nó ra con nước nó xuống à. Ừ. Nó mưa lớn á. Ờ. Chứ thường nước trong gì cá nó cũng khó là sống. Nó hay xuống chỗ sâu hoặc là nước đục. Tức là khi mưa nó mới đi đúng không? Còn bình thường là nó xuống mấy chỗ sâu hết rồi không? Thấy cậu Phong lụm mà không biết có con nào không? Có.
Đợt trước thì Hoàng Sơn cùng cô chú mình đi coi chị hai sáng sớm đi thu hoạch để đem đồ ra chợ. Bữa nay cả nhà mình sẽ đi ban đêm ở miền Đông để coi cầu phong bắt cua đồng để làm món ăn cho gia đình hen. Tới cái giò nhà mình chưa? Đó, sắp tới rồi đó. Ở đó đó hả? Tại... Ủa cái bờ ở đây sao cao dữ ta? Đây, đây là không phải cái bờ, đi, cái mương. Cái bờ nè, bờ mình đang đi nè. Dạ, cái mương. Mương đang cho nước nó chảy đây nè. Em đang đi á, cái bờ đang đi nè. Cái bờ đó, cái mương đó. Tại vì anh thấy ở đây đất sỏi khó mà có được cái bờ bự cứng vậy. Cái mương cao á. Ừ. Để còn cái suối là cái bờ nó bự nữa. Dạ. Để dẫn nước anh. À. Cái này để dẫn nước cho mọi người á. Đây đây đá sỏi anh thấy là, nó khó làm bờ. Cái đó là có cái suối lớn đó. Mày đó ca ca trái điểm nè. Bữa thấy ông kia trời mưa xuống cái ống dân ghép cho một thùng. Mà em không ít cái suối đó. Hay, mưa lớn á, cái xuống này ghép cá, cá chuối á. Con cá giống như con cá lóc hả? Con trứng nhỏ 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 hả? Ừ. Là dớt là đem đi bán, ăn hết đi bán. Má vô tụng tụng nhiêu tiền vậy đó, em ra sớm em bán. Giờ hết rồi. Bớt. Đây mưa lớn á, theo xuống xuống nhiều dữ. Làm cái lưới giống cái nải vậy đó. Cái nải phong nó dở lên đó. Cho nó chạy vô đó. Là kêu có dớn hay gì? À, nãy giờ mình đi vòng tròn phải không? Hàng chi đi hoài không có thấy cái nhà trời. Nãy giờ cậu không cứ nói sắp tới, sắp tới. Mà nãy giờ anh đi cái vòng tròn quanh cái nhà trời của mình á. Nhà trời. Tối xa vậy. Ừ, cậu Phong để giữ mấy cái máy bơm rồi kéo điện rồi ra máy móc ngoài đây. Một ngày tưới mấy lần không? Có một lần á. Lúc này có mưa, còn mưa á. Còn nước trời nắng thì hai lần hả? Hai lần. Sáng với chiều? Dạ, tưới sáng với chiều. Trồng có trồng đậu bắp ăn cua bự chưa? Dạ có chị bự bự nhưng mà không bằng miền Đông. Dạ, miền Tây rồi. Miền Tây mới bự gấp đâu con đó đó, tại ở đây người ta bắt hoài. Ừ. Ngày nào người ta cũng đó, bữa em thấy dưới tại ở dưới ít người bắt á em. Dạ. Rồi với lại nó có nhiều chỗ trốn á. Dạ. Nên là nó sống thọ lắm. Con nào nấy kình chảng luôn. Ừ, bự lắm. Nó già vậy đó, cái càng. Cái càng nó bự cỡ ngón chân mình luôn. Không sao anh, không sao. Buông ra đi. Ừ, anh né được. Rồi. Bước qua đây đi. Không sao em. Gì vậy? Trời, nó tưởng cá lóc. Có mấy mới bắt được nó. Còn bình thường nó cứ lạng qua lạng lại vậy. Dưới nước nhiều kiểu này khó bắt lắm. Còn ở dưới quê mình nước nó đục đục cái nó trốn á. Em bữa nước cũng thấp thấp, thấp hơn cái này một chút, ít hơn cái này một chút. Em lấy cái cây quất cái con cái lóc nó nằm ngửa lên. Còn đó mẹ cầm cái dao quá xíu. Mẹ chặt một cái là dính à. À. Hôm bữa đi hớt cái đó đó, được có chục con lươn. Dữ vậy hả? Bằng cái tay Úc gì nè. Ừ. Đồng á. Để Phong đi trước á, đặng cho anh nó không bị động. Đi từ. Ừ. Tới trời mình. Chị Tiền có khi nào đi bắt cô đồng vậy không? Không. Vậy là chị Xuyến lại thích bắt hơn đúng không? Dạ, chị Xuyến thích ra ruộng hơn. Đi bắt ốc buổi sáng. Buổi sáng rồi đi hả? Bắt buổi sáng. Ừ. Ở ngoài đây chủ yếu là nhà chòi để người ta giữ ruộng chứ đâu có nhà ha. Bây giờ người ta cũng ở đông. Ừ. Bây giờ ở luôn, bây giờ mới có rồi. À. À. Hồi xưa anh nghe nói ba đi múc từng cái xô nước ở dưới giếng lên.
thiệt quá ha. Rồi sau này có máy máy xăng ha, máy bơm dầu á, rồi có điện, nhưng mà có điện vẫn thấy cực, rất là cực. Sáng sớm kéo đi bơm cực quá. Rồi bây giờ ngoài ruộng á, là chị Hai đang trồng gì không? Chỉ có đậu bắp hả Phong? Đậu bắp rồi chuẩn bị xuống đậu phộng. Ừ. Chị Xén đừng đi trước nha. Chị Xén đi trước nó động hết, nó chạy hết. Ốc hả? Ốc cua. Ngoài làm chảo. Chảo. Lúc đầu định đi làm món lẩu cua đồng, bây giờ bắt được ốc nhiều, cậu Phong kêu làm lẩu ốc chảo. Mình xay mình lấy thịt á. Hồi xưa thì có kho nữa xíu, kho tiêu, kho mặn á, ngon lắm. Anh đi vòng vòng đây là tối, không có gì cả. Bây giờ thấy xung quanh có đèn còn vui ha, chứ hồi trước không có, người ta không có đem đèn điện ra đây á, vắng que ha. Ừ. Ốc nhiều ha, không có thấy cá luôn á. Vậy là ốc lát hả? Ờ, cái này là cái gì vậy? Chạy, nó chạy. Không phải biết bắt nó giờ, nó giờ cái càng lên thì mới chụp. Đi lên đây nè. Đi lên đây rồi vòng qua bên đi xuống mương luôn, xuống mương đi được. Anh đi trước à? Đi xuống đây xem. Xuống, bước xuống này. Số em. Bước xuống đi. Nhà người ta mình không nên đi. Sợ mất công người ta hiểu lầm. Ôi chà. Cái nguồn á. Ừ. Cái nguồn. Mày đó hay chặt về. Châu. Cho má. Cái bông đẹp. Nắng không? Này là cây thứ năm ha. Ừ. Này mà uống không có liều lượng nguy hiểm lắm, nó tụt huyết áp. Rồi đi bước qua đây đi về. Rồi về ha. Mùa này sắp đập lúa chưa? Thấy chắc cũng lúa chín đi. Bước lên đây nè. Khỏi khỏi, lội luôn. Ồ, sâu ha. Nước chảy. Trời, nhà mình đây rồi, nhà mình đâu? Rồi, thấy đèn sáng sáng rồi. Sơn bỏ anh Sơn không biết đường về. Trời, mình phải định hướng. Tại nãy giờ cứ cắm mặt xuống dưới đất ra. Rồi ban đêm nữa anh đâu có biết ở đâu là ở đâu. Em đi nhiều khi bắt rồi cái quên đường về. Phải định hướng. Nhiều khi người ta tắt đèn rồi đó. Bữa nay mình đi ngược từ phía sau nhà lên ha. Có cái chỗ mà Phong trồng mấy cái này cây môn, để lấy ngó môn nè. Ngó môn. Ừ.
bữa mình đi đây. Thôi mình lội ra ruộng đi. Đi lên đây nè. Ra ruộng nè. Rồi. Tới cái chòi lá ha. Rồi, cái đèn sáng sáng này kia là hướng về nhà. Giờ tối ra đây ở ngủ hả Phong? Một mình. Nghe chó sợ. Nó nghe lạ nè. Mình vô đi. Trời. Đủ rồi, đi về em. Chị Sướng luôn mệt rồi. Nhưng mà chị Sướng kêu về Phong là biết mệt rồi. Rồi về tới nhà rồi, trời ơi rát rồi luôn hen. Rồi tới nhà rồi đó. Tới nhà có em Tiệt nè, mình đi ngã nhà này em Tiệt vô. Ủa có mở cửa vô được không? Sắp tới nhà rồi. Vẫn còn nuôi sâu hả Phong? Dạ, em nghĩ cho em chuẩn bị nuôi lại. Tại vì người ta đang đặt hàng đó. Cho lương với lại cho cá. Mở rộng đây. Em nuôi cho em bán lại cho nhiều. Đi thẳng qua đây. Thôi giờ tới nhà khỏe quá. Phân đây dày quá trời mệt luôn. Bông gì á? Bông nhã ngọc. Bông nhã ngọc hả? Dạ. Đang nhã ngọc hả? Cũng được nhiều quá ha. Dạ. Ở đây đủ cái nồi lẩu rồi đó. Dạ. À, hai tụi nó giỡn quá trời luôn. Có mấy con cá nè hả? Ừ, có hai con cá. Nãy có 5 con rắn mà cậu Phong không có bắt. Nhìn thấy sợ quá trời. Anh nghĩ nó chết chưa lâu đâu, thấy có con còn cái đuôi ngoắc ngoắc á. Rất cầu cẩn. Còn ốc đủ làm nồi ốc không Phong? Dạ đủ. Thế hả ơi? Nè. Giờ sao ăn đâu hết rồi? Rồi về tiền xuống làm nồi lẩu đi rồi về. Hả? Xuống nấu nồi lẩu đi, xong nhiệm vụ mà về chứ. Thì hả? À. Thì nấu đi, ăn sáng người ta có người ta ăn. À, ghẹo về tiền. Cái này trưa mai đi ha, trưa mai mình nấu lẩu cua đồng hoặc là mình nấu canh rau cũng được. Còn sáng mai thì cậu không có chương trình là nướng gà rồi. Đi ra đông tạo nè. Đạp ngọt thở hả? 4-5kg đạp con 2kg. Đạp cầu á hả? Trời. Đạp cầu chết hả? Giờ mình tách ra mình bỏ tủ lạnh không? Đừng cho sáng nó giòn ngâm. Để lát kẹo nãy đâu, lát kẹo đi cái này bỏ tủ. Ở Sài Gòn á chị, là người ta thả ở trong cái thau vậy đó, khi nào mình mua người ta mới mần tại chỗ chứ người ta không có mần trước. Dạ. Mần trước người ta không dám mua. Cái này của mình lặt gì đâu, cái mình lặt gì đi mình bỏ vô tủ cái sáng cái nào. Dạ. Không có bị chết. Cái để về sáng cái nó
chết rồi. Chết rồi. Chết rồi cua à, nấu ăn ngon. Này mở tủ lạnh cái đậu cứng này á, dạ. À, giòn đâm dễ lắm. Cái này cái đi xuống mình rửa xong cái để cho nó ráo, ráo bỏ vô cái bọc để tủ đông. Hồi đó xiến về dưới nó ngoài xiến là đi bắt cua dữ lắm. À, mà con tưởng đâu là con cua giống như ở dưới cua bự vậy nè, cua biển. Nói, ủa đây cua dữ lắm hả? Đây cua đồng. Tại vì ở dưới cua đồng ta không gọi là cua mà gọi là cua đồng. Còn con cua là ta hiểu là con cua biển á, cua bự á. Nó ở đây bắt cua dữ lắm. Bữa trước nó đi nhiều hơn này. Dạ. Này thôi thì mà cua bự bự không à. Bắt khi cơ nay cua lớn nổi luôn. Thì bữa nay anh ba không có về ha Tiền? Chắc nay bận việc ha. À, cô chú hỏi nhà Xiến có mấy anh chị em ha, chị Hai nè, à, rồi tới anh ba, rồi tới Xiến, rồi tới em Tiền, à, cô Tiền đó, rồi tới cậu Phong. Năm người. Rồi xong em đem bỏ tủ lạnh đi, ở nhà mình cũng nghỉ ngơi đi, thế cũng hơi trễ rồi. Hồ Sơn còn ở nhà mình vừa đi với cậu Phong ra ruộng rồi ha, à, đi quần kiếm được mấy con rắn mà không có dám bắt, à, thôi thả lại, mà thả chết queo rồi. Rồi hẹn gặp lại cả nhà mình ở video sau ngày mai nha, à, chào tạm biệt.